Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp với luật sư Di Trú Khanh Phạm. Chương trình hàng tuần tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối giờ Việt Nam. Hỏi Đáp trực tiếp Di Trú Hoa Kỳ. Xin chào luật sư Khanh từ Việt Nam. Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Voa. Dạ, luật sư Khanh là người đang hành nghề ở Houston, Texas, nhưng mà hiện là ông đang ở Việt Nam. Cho nên khi mà Trà My giới thiệu luật sư Khanh từ Việt Nam, quý vị đừng hiểu là luật sư ở Việt Nam nhé. Dạ, ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một cái chi tiết mới, một quy định chung cuộc vừa mới được đăng tải trên website của Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 24 tháng Giêng. Và có hiệu lực tức thì, trong đó ban hành rất là nhiều những hạn chế đối với các loại visa không định cư vào Mỹ, đặc biệt là loại visa B đó, B1, B2 đó. Dạ, nhưng mà quan trọng nhất là trong đây có một cái quy định siết chặt cái việc du lịch để sinh con. Thì hồi trước đây mình cũng đã có bàn tới cái việc gọi là anchor baby, tức là có nhiều người, đặc biệt là từ châu Á như là Trung Quốc và Việt Nam, tìm đường vào Mỹ để sinh con. Với cái mục đích là sau này đứa con đó nó sẽ có quốc tịch Mỹ và nó sẽ là một cái cầu nối, một cái neo để có thể cả gia đình sau này đậu lại ở nước Mỹ. Cho nên người ta gọi là anchor tức là cái neo đó, anchor baby. Thì với những cái sự gọi là càng ngày càng lạm dụng đó, những cái khe hở đó, cho nên là chính quyền Trump vừa có quy định mới giúp siết chặt hơn, ngăn chặn những cái chuyện mà đi qua Mỹ để mà sinh con, du lịch sinh con. Dạ, thưa luật sư Khanh, ông có chi tiết nào mới hơn hoặc ông muốn giải thích gì hơn về cái quy định mới này, thưa luật sư Khanh? Thưa chị và thưa quý vị khán thính giả, thì nếu mà quý vị có đọc tin tức hơi nhiều, theo dõi tin tức về di trú, thì cách đây cỡ, Khanh nhớ không sai, cỡ 2 năm tới 2 năm rưỡi, thì ở bên Cali, Sở Di trú họ có điều tra ra một cái đường đưa người từ Trung Quốc qua bên Cali để mà họ dưỡng thai, họ sinh con trong cái thời gian đó. Thì kính thưa quý vị, thì thông thường cái visa đi du lịch B1, B2 là trước đây, trước giờ thì cho dù quý vị có bầu đi nữa, quý vị vẫn có thể xin cái visa đi du lịch để mà vào nước Mỹ, để mà coi như với quý vị, với cái ý định là đi du lịch hoặc là coi như đi dự một cái hội thảo nào đó về cái công việc của quý vị. Thì sau khi Sở Di trú họ điều tra ra đường dây này rồi, thì và Tổng thống Trump ông lên, ông cũng nói với Sở Di trú là phải coi lại về cái vấn đề cho cấp những cái visa đi du lịch cho những cái người nào mà có mang để họ qua đây để họ đẻ. Thì giống như chị Trà My mới nói, thì ngày 24 tháng Giêng năm nay thì bên chính quyền ông Trump có đưa ra Bộ Ngoại giao và bắt Bộ Ngoại giao coi như là đưa ra một cái dự định mới cho Bộ Ngoại giao để tuân theo. Và nói chung cái này nó chỉ có áp dụng với Bộ Ngoại giao không thôi, bởi vì đây là ông Trump ông có nói trong cái dự định này, mới này, có nói là Bộ Ngoại giao không có thể nào cấp cái visa đi du lịch cho những người nào mà những cái người nhân viên của Bộ Ngoại giao nghi rằng là đang có mang. Bởi vì một khi một người có mang mà đi xin cái visa đi du lịch với Bộ Ngoại giao, thì bắt đầu từ ngày 24 tháng Giêng trở đi, thì những cái nhân viên của Bộ Ngoại giao họ bắt buộc họ phải suy nghĩ rằng là những cái người này có ý định rằng là sẽ qua bên Mỹ để mà dưỡng thai và đẻ con. Và một khi Bộ Ngoại giao họ biết hoặc họ có một chút thông tin nào đó về cái người xin visa có mang, thì họ bắt buộc họ sẽ coi như bác cái đơn xin visa B2 hoàn toàn. Vâng. Quý vị phải nhớ cái visa đi du lịch nó tách rời ra hai loại. Cái đầu tiên là cái B1 là cho những cái người nào mà đi du lịch cho business, có nghĩa là quý vị muốn đi một cái buổi dự một cái buổi hội thảo nào đó, hoặc là quý vị có công việc mà quý vị cần phải lo bên Mỹ, mà coi như là để giống như ký hợp đồng hoặc giao kèo hợp đồng hoặc là những cái gì đó mà nói chung là quý vị sẽ không có được lãnh tiền bên Mỹ. Còn cái dạng thứ hai là thông thường họ gọi là cho B2 for visitor, có nghĩa là những cái người mà đi qua để thăm viếng hoặc là đi chơi hoặc này nọ. Thì hiện tại ngay bây giờ thì nói chung rằng là nếu mà ai, người phụ nữ nào mà có mang hoặc là có triệu chứng là có mang mà đang trong cái quá trình mà muốn đi xin cái visa B2 để qua bên Mỹ, B1 hoặc B2 tùy, thì nói chung là lãnh sự quán họ có quyền họ bác đơn hoàn toàn, họ không cho đi.
Dạ, nhưng mà thưa luật sư Khanh, để mà áp dụng cái việc này đó thì phía bên Bộ Ngoại giao Mỹ có đưa ra những cái quy định rà soát kỹ hơn hay không, tức là bắt khai đơn để mà coi coi cái tình trạng là cái người đang xin cái visa B1, B2 này họ có đang mang thai hay không, hay là dựa chủ yếu vào lời khai của họ mà thôi, hay là bắt buộc phải khai đơn và có những cái gọi là giấy tờ bằng chứng nào nữa khác không? À, thưa chị, thì trong cái đơn DS-160 là thông thường những cái đơn mà những cái người nào muốn xin cái non-immigrant visa, có nghĩa là cái visa đi du lịch chẳng hạn, họ phải điền á. Thì hiện tại ngay bây giờ trong cái đơn đó không có một cái mục mà nói là ồ, tôi hiện tại tôi đang có mang. À, thì giống như quý vị biết thì Khanh và chị Trà My có làm với đài và chương trình với quý vị, thì Khanh và chị Trà My cũng có nói là ông Trump ông muốn quý vị phải liệt kê ra những cái số điện thoại quý vị đã dùng trong vòng 5 năm vừa qua, hoặc là những cái mạng xã hội quý vị đã xài trong vòng như là bắt đầu 5 năm vừa qua. Thì những cái đó đã được áp dụng với cái đơn DS-160, nhưng mà cái điều mới nhất này có nghĩa là có họ có cái câu hỏi mà ồ, quý vị hiện tại có mang hay không, thì cái đó nó không có nằm trong cái đơn DS-160 ngay bây giờ. Và Khanh có đọc cái regulation, có nghĩa là Quy cái luật định đó, về thì cái quy định đó thì nói chung nó cũng không có liệt kê ra rõ ràng là cái người nhân viên của bộ ngoại giao họ phải làm như thế nào để mà họ quyết định là một là những cái người này có mang hay không. À, họ cái quy định này chỉ nói rằng là nếu mà cái người nhân viên của bộ ngoại giao họ cảm thấy rằng là hoặc là họ có cái gì để mà nghĩ rằng là cái người xin cái visa này là có mang á, thì họ quyết có quyền họ coi như cắt đứt cái visa đó hoàn toàn. Vâng. Thưa luật sư Khanh, nhưng mà có đưa ra những cái chế tài, tức là nếu mà khai gian bị phát hiện thì như thế nào, hoặc là khi mà tới cổng phi trường ở đây đó, tới hải quan ở đây mà bị phát hiện thì sẽ bị đuổi về hay là trục xuất hay như thế nào? Có những cái chế tài ra sao không? Dạ thưa chị, không có. Thưa chị và thưa quý vị, cái này không có. À, cái này chỉ là chỉ định cho Bộ Ngoại giao rằng là người nào mà đi xin cái visa đi du lịch mà có giống như triệu chứng có bầu, hoặc là có giống như là thấy là nghĩ có bầu á, thì có nghĩa là không có cấp cái visa đi du lịch cho họ. Mà không có nói rằng là ok, một khi ví dụ thôi nhá, một người phụ nữ họ mới có bầu, họ mới có bầu cỡ 1-2 tháng, họ thử họ biết họ có bầu, nhưng mà 1-2 tháng đầu thì thông thường ít khi mà quý vị nào giống như nhìn cái bụng cũng không có to chẳng hạn, hoặc là cũng không có triệu chứng gì mấy. Có người thì người ta bị coi như morning sickness, có nghĩa là họ Ống nghén đó. bị ấm nghén á, nhưng mà có nhiều người thì người ta không có bị ấm nghén. Thì ví dụ Khanh chỉ ví dụ một người phụ nữ không bị ấm nghén mà coi như là mới trong cái 3 tháng đầu của mang thai, mà không có bề ngoài, không có coi như là có triệu chứng gì để mang thai á, thì ví dụ những người đó họ đi xin cái visa, thì trong cái đi DS-160 không có hỏi rằng là ồ, quý vị có mang hay không, thì vẫn điền đơn bình thường, rồi vẫn xin visa bình thường, và ví dụ qua Mỹ thì vẫn qua được. Thì những cái người đó một khi họ qua Mỹ, cho dù họ đẻ bên Mỹ, thì nói chung hiện tại cái luật bây giờ và những cái quy định bây giờ chưa có hạn chế cái việc đó. Cái quy định này chỉ nói rằng là Bộ Ngoại giao có quyền không cấp visa cho những cái người có mang mà muốn qua Mỹ, mà để chỉ nói là không cấp cái visa đi du lịch cho những người có mang để muốn qua Mỹ, bởi vì cái ý định của họ là qua Mỹ để mà đẻ. À, còn cái thứ hai nữa đó, cái quy định này nó có một cái phần thêm nữa là rằng là cái quy định này nói rằng là những cái người nào mà xin qua Mỹ để điều trị bệnh với cái dạng visa B2, quý vị phải nhớ cái có nhiều người ta muốn qua Mỹ đúng không? Người ta chữa bệnh đó. Trong cái thời gian ngắn thì có nhiều lúc họ xin cái visa B2 để họ qua, để họ coi như là đi khám bác sĩ và được vô bệnh viện để mà chữa bệnh. Thì cái quy định này có nói rất là rõ ràng rằng là những cái người nào mà muốn xin visa qua Mỹ, cái dạng B2 qua Mỹ để mà chữa bệnh, thì phải một có bệnh viện viết đơn nói là ồ, cái người này sẽ được vô cái bệnh viện đó để mà điều trị. Và cái thứ hai, cái người mà họ xin cái visa đó phải đưa ra bằng chứng rõ ràng là họ có đủ khả năng để họ chi trả cho những cái chi phí mà họ sẽ coi như là trả cho bệnh viện trong thời gian họ điều trị. Và cái thứ ba, cái người xin visa này phải chứng minh rằng là cái thời gian họ ở bên Mỹ chỉ là ngắn và sẽ phải điều trị bệnh, rồi xong tới lúc đó thì bên Bộ Ngoại giao họ có thể cấp cho cái visa đi du lịch để mà qua để mà trị bệnh. Thì cái quy định này nó ảnh hưởng hai cái phần đó, có nghĩa là một là phụ nữ nào mà có mang hoặc có triệu chứng có mang thì Bộ Ngoại giao họ không sẽ không có cấp cho visa đi du lịch. Cái thứ hai, những cái người nào mà muốn qua Mỹ,
để mà với xin cái visa đi du lịch để qua Mỹ để mà điều trị á, thì phải chứng minh rất là rõ là ba điều, là một là có cái bệnh viện nào sẽ nhận họ vào, hai là cái người này có khả năng tài chính để mà chi trả cho những cái chi phí cho bệnh viện, và ba là cái thời gian ở phải ngắn để mà quay về sau khi trị bệnh. Vâng, và nếu như nhân viên lãnh sự mà họ cảm thấy là những cái lý do mà đưa ra đó không thuyết phục, hoặc là cái người đứng đơn xin cái visa B đó để mà đi điều trị y tế mà không có đưa ra được rõ ràng, thỏa đáng là tôi đi để điều trị bệnh và tôi trong một thời gian ngắn tôi sẽ quay về, thì họ có quyền từ chối visa cũng theo cái quy định này. Vì cái quy định như Trà My nói từ đầu là cái quy định này áp dụng từ ngày 24 tháng Giêng năm nay cho tất cả những loại visa B, B1, B2. Trong đó thì là có ảnh hưởng tới những người phụ nữ mang thai đi du lịch sang Mỹ và có ảnh hưởng tới những người mà muốn qua Mỹ để điều trị sức khỏe. Ngoài ra cũng xin hỏi luật sư Khanh luôn, visa B1, B2, B1, B2 đó là có những cái dạng nào khác nữa và có bị ảnh hưởng gì không so với cái quy định mới này? À, dạ thưa chị, không, cái quy định mới này nó chỉ có ảnh hưởng trong hai cái trường hợp đó thôi, còn ngoài ra cũng không có đụng chạm gì những cái vấn đề khác ạ. Dạ, và B1, B2 là thường là cho du lịch, rồi cho đi ra công tác, đi hội nghị, điều trị sức Dạ khỏe. đúng, Vâng. dạ đúng. À, hoặc là có nhiều lúc mà coi như là đi kèm theo để mà sau này qua đây qua Mỹ để mà xin cái visa đi làm chẳng hạn. Như cái này Khanh nói như vậy không có nghĩa lý là quý vị có thể dùng cái B1, B2 để mà qua Mỹ để mà xin cái visa đi làm. Cái mà phạm vi mà Khanh nói là quý, giống như quý vị đã có được cái visa đi làm rồi, nhưng mà quý vị muốn qua Mỹ trước để mà bắt đầu lo cho cái cô chỗ ăn chỗ ở quý vị sau tới lúc mà quý vị được bắt đầu làm cho nước Mỹ, thì quý vị sẽ xin chuyển dạng á, thì cái đó là cái visa đó B1, B2 như vậy họ sẽ cho, chứ không phải là quý vị là xin cái B1, B2 visa quý vị nói ô tôi muốn xin cái này qua để tôi xin việc làm bên Mỹ, thì cái đó nó không được. Dạ vâng. À, quý vị phải nhớ tách rõ ra nhé, có nghĩa là sở di trú Mỹ đã cho quý vị cái visa đi làm rồi, ví dụ cái H1B đi mà quý vị muốn qua trước cái thời dạ hạn mà cái H1B nó bắt đầu, thì quý vị có thể xin cái B1, B2 visa, mà trong cái đơn đó quý vị sẽ nói là quý vị đã có một cái H1B nó chấp thuận rồi, và sau này là quý vị muốn qua trước để mà quý vị lo về vấn đề chỗ ăn chỗ ở quý vị. À, để mà tới lúc ngày đầu tiên quý vị có thể làm á, thì coi như là quý vị chuyển dạng từ B1 qua H1, chứ không có nghĩa là quý vị dùng cái visa đi du lịch để mà nói là ồ tôi muốn qua đó để tôi tìm việc làm, cái đó họ sẽ không cho, chắc chắn là 100% là họ sẽ không cho. Dạ, vừa rồi là những thông tin mới về quy định đăng ngày 24 tháng Giêng có hiệu lực tức thì từ Bộ Ngoại giao Mỹ liên quan tới các visa B1, B2, B1, B2 và đặc biệt nhấn mạnh tới những trường hợp là đi trị bệnh hoặc là những phụ nữ có mang muốn đi du lịch Mỹ thì họ muốn siết chặt lại để tránh những cái sự gọi là lạm dụng các cái loại visa này vì những cái mục đích khác. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ bắt đầu trả lời câu hỏi của quý vị. Những quý vị nào mà có liên quan những câu hỏi về đi du lịch sinh con hoặc là đi điều trị sức khỏe, xin vui lòng gửi đây. Chúng tôi sẽ trả lời ngay. Bây giờ thì xin ưu tiên cho những người hỏi trước. Không liên quan tới chủ đề ngày hôm nay nhưng mà về di trú Mỹ. Hồ sơ F2A của em hiện ở Cali ngày ưu tiên tháng Giêng 2019. Mà sao có nhiều hồ sơ tháng 2, tháng 3 đã chấp thuận còn em vẫn chưa? À, cái đó là có thể là bởi vì cái người mà nhận cái hồ sơ của quý vị họ chưa có duyệt xong cái hồ sơ của quý vị, và cái thứ hai nếu có thể là sở di trú có thể đòi hồ sơ bổ sung và quý vị bổ sung hồ sơ. Nếu mà quý vị nộp đơn vào rồi mà quý vị cũng được cái hóa đơn của sở di trú rồi mà nói chung là quý vị chưa nghe gì hết từ sở di trú, mà sở di trú cũng không có đòi bổ sung hồ sơ quý vị, thì có nghĩa là cái hồ sơ quý vị chưa có duyệt, được duyệt tới, nên quý vị phải ngồi đợi. Dạ. Tại vì cho dù F2A là hiện tại bây giờ họ nói là cái hồ sơ này một khi chấp thuận thì quý vị có thể xin cái visa đi liền, không có nghĩa lý là họ sẽ giải quyết cái hồ sơ của quý vị trong thời gian 6 hoặc 9 tháng. Dạ, các tấn phạm câu hỏi này liên quan tới những chủ đề gần đây mà mình đã thực hiện về việc du hành Mỹ trong mùa dịch corona. Bạn hỏi là bây giờ trong cái dịch bệnh như vậy đó nó có ảnh hưởng tới cái việc đình chỉ phỏng vấn và cấp visa hay không, thưa luật sư? À, dạ thưa anh, không ạ. À, ngay sáng nay có một cái người thân chủ của Khanh xin cái visa hôn thê, cho cái người hôn thê của ảnh, thì họ đậu sáng nay thì chắc chắn trong vòng vài tuần tới họ đi, nên cái trong cái cho dù trong cái mùa dịch coronavirus này, mà giữa Việt Nam và Mỹ vẫn mở văn phòng để mà coi như là cấp những cái visa cho những người Việt Nam để qua Mỹ. À, nói chung Mỹ chỉ tạm đình chỉ cấp visa cho những cái người nào mà ở bên Trung Quốc, hoặc là những người nào đã
quá giang qua Trung Quốc trong cái chuyến trong 14 ngày vừa qua trước lúc trước khi họ đi về. Thì cái đó là cái chương trình Khanh và chị Trà My đã làm tuần, Khanh nghĩ Tuần là trước, tuần tuần dạ. trước hay tuần vừa rồi, Khanh không nhớ. Vâng. Thì hiện tại họ chỉ hạn chế như vậy thôi. Còn ngoài ra những cái nước khác thì Mỹ vẫn mở cửa lãnh sự và vẫn cấp visa bình thường, không có gì thay đổi. Vâng, quý vị muốn tìm hiểu chi tiết về những cái luật lệ lúc này thì xin mời coi lại chương trình mà chúng tôi đã thực hiện với luật sư Khanh gần đây. Quý vị bấm vào Facebook của VOA đây là du hành rồi Mỹ rồi dịch Corona, những cái từ chính đó thì nó sẽ ra những cái chương trình đã thực hiện. Trên YouTube của chúng tôi cũng có lưu lại, YouTube ở địa chỉ VOA tiếng Việt video. Quý vị xin tìm lại những cái chương trình đã làm rồi nhé, vì mình nói rất là kỹ rồi. Và mỗi lần mà xem chương trình, quý vị bấm chữ like hoặc chữ share đó, thì quý vị sẽ lưu giữ lại và có thể giới thiệu cho nhiều người cùng biết nữa thì nó tiện hơn. Lan Trịnh xin hỏi em diện bảo lãnh F2B nộp được 3 năm rưỡi chưa được chấp thuận. Trước đây thì em có nghe luật sư nói là 6 tới 9 tháng là sẽ được chấp thuận, vậy cho em hỏi bây giờ phải làm gì? Dạ thưa quý vị, Khanh không có bao giờ nói cái dạng F2B là được chấp thuận trong vòng 6 tới 9 tháng. Cái Khanh nói được chấp thuận trong vòng 6 tới 9 tháng là thông thường những cái hồ sơ immediate relative, có nghĩa là người có quốc tịch bảo lãnh thân nhân. Còn ngoài ra những cái hồ sơ giống như là người có quốc tịch bảo lãnh con cái trên 21 tuổi, hoặc con cái đã lập gia đình, hoặc là người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em á, thì thông thường những cái thời gian mà họ chấp thuận có thể kéo dài vài năm. Quý vị, là cái hồ sơ là F2B có nghĩa là người thường trú nhân bảo lãnh con cái chưa lập gia đình trên 21 tuổi. Thì hiện tại ngay bây giờ cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ mới vừa tới ngày 22 tháng 8 2014, quý vị nộp 3 năm vừa rồi, có nghĩa là quý vị nộp 2017. Thì thông thường những cái hồ sơ giống như F2B, F1, F3, F4, có vài trường hợp trong F2A nữa, họ dùng hơn 1 năm tới 2 năm, có nhiều hồ sơ họ dùng 4 đến 5 năm không có chấp thuận. Bởi vì cái hồ sơ này cho dù chấp thuận sớm, quý vị cũng chưa có đi được. Dạ. Nên vì vậy cái thời gian mà quý vị đợi 3 năm là cũng hơi bình thường. Câu hỏi này liên quan tới chủ đề ngày hôm nay là em sang Mỹ sinh con năm 2016, về phỏng vấn lại một lần bị từ chối. Trường hợp như em có được xin visa du lịch nữa không? Thông thường thì quý vị có thể xin, tại vì cái quy định này là nó mới đưa ra. Nhưng mà vấn đề với cái tiền sử của quý vị, có nghĩa là quý vị có qua bên Mỹ để quý vị đẻ con xong quý vị về, thì Khanh nghĩ là cái cơ hội mà lãnh sự quán họ sẽ cấp cho cái visa, quý vị cái visa đi du lịch lại nó rất thấp. Quý vị có thể xin chứ, nhưng mà vấn đề là rất là thấp để Dạ. mà cấp cho quý vị cái visa đó. Bình Chim xin hỏi là luật bảo lãnh F4 và con cái có quốc tịch bảo lãnh cha mẹ hiện có thay đổi gì hay không? Dạ không, anh chị em bảo lãnh lẫn nhau vẫn còn có hiệu quả, và con cái có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ vẫn còn vẫn có thể tiến tới được, không có gì thay đổi cả. Anh Trần, khi tôi xin visa I-131 để có thể bay về Việt Nam, trong quá trình chờ đợi cái I-485, hồ sơ chuyển dạng visa du lịch sang xin thẻ xanh, con gái bảo lãnh. Khi quay lại Mỹ, tôi có cần phải gia hạn visa du lịch nữa hay không? Thưa quý vị, một khi quý vị đang xin cái dạng chuyển dạng á, quý vị không có cần, tùy theo cái người đứng ra bảo lãnh cho quý vị là ai. Nếu mà người đứng ra bảo lãnh cho quý vị là coi như là cái người thân nhân trực tiếp, có nghĩa là vợ của quý vị, hoặc chồng của quý vị, hoặc là quý vị là bố mẹ của người có quốc tịch đó, thì hoặc là quý vị là con cái của người có quốc tịch mà quý vị đang dưới 21 tuổi, thì nói chung là lúc mà quý vị xin chuyển dạng á, quý vị không có cần phải gia hạn cái visa đi du lịch. Nếu mà quý vị trong những cái tình trạng khác, giống như là quý vị đang là coi như là đi dưới cái dạng H1 hoặc là H1B, mà cái H1 của quý vị đã hết hạn sau cực quá hạn 6 năm rồi, mà quý vị muốn chuyển qua cái visa đi du lịch để mà đợi để mà xin chuyển cái status đó, thì quý vị có thể làm như vậy. Còn hoặc là quý vị đang đi du học mà quý vị cưới người có thẻ xanh, mà cái hồ sơ của người có thẻ xanh bảo lãnh cho quý vị á nó còn đợi lâu, mà quý vị du học sắp xong rồi, quý vị đang muốn mua thêm thời gian, thì quý vị có thể xin cái hồ sơ để chuyển qua B1. Còn ngoài ra là thông thường quý vị không có cần phải gia hạn cái B1. Còn cái thứ hai, nếu mà trong cái thời gian mà quý vị làm cái đơn chuyển dạng đó, mà quý vị muốn xin cái Advance Parole, có nghĩa là cái giấy phép mà cấp cho quý vị đi ra khỏi nước Mỹ và quay về lại nước Mỹ một lần một á, thì quý vị có thể có điền cái đơn đó. Cái đơn đó là cái I-131. Nhưng mà thông thường Khanh khuyên á, lúc nào Khanh cũng khuyên rằng là quý vị không, trừ khi trong những trường hợp khẩn cấp, quý vị không nên rời khỏi nước Mỹ. Quý vị đợi tới lúc nào quý vị có thể sang, tới lúc đó quý vị muốn làm gì thì làm. Dạ, Tại electric. vì nếu Dạ.
Xin lỗi luật sư Khanh. Ellie Trần cho em hỏi F4 2007 ngày ưu tiên tháng 8 phải đợi bao lâu nữa? F4 ngày nếu mà ngày quý vị là ưu tiên là tháng 8 2007 thì bây giờ quý vị còn phải đợi ít nhất cũng ở 1 năm nữa, bởi vì cái lịch chiếu kháng của Bộ Ngoại giao đưa ra đó cho F4 cho tháng 2 năm nay thì họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 7 năm 2006. Quý vị là tháng 8 2007 thì quý vị ít nhất là 13 tháng nữa thì mới tới phiên quý vị. Dạ, Phương Lan Nguyễn diện EB3 hồ sơ đã được thông báo là nhận đủ giấy tờ, sẽ chuyển tới đại sứ quán để lên lịch phỏng vấn. Vậy khi nào mới tới lượt? Nếu mà quý vị đã làm việc với trung tâm thị thực xong rồi, và cái trung tâm thị thực là cái người bên National Visa Center là cái đó mà đưa ra cái lá thư nói là hồ sơ đã xong rồi và đã chuyển về lãnh sự đó, thì quý vị có thể tính từ 3 tới 6 tháng, nhưng mà Khanh thông thường Khanh biết là 3 có là 3 tháng. Từ 3 tháng từ cái ngày quý vị có cái lá thư đó thì lãnh sự quán họ sẽ lên cái lịch hẹn để phỏng vấn quý vị. Trương Cao, vợ chồng trên 65 tuổi đi du lịch xin chuyển diện thẻ xanh, đã được cấp thẻ xin việc làm 1 năm. Như vậy có bao nhiêu hy vọng được cấp thẻ xanh, và trong vòng 1 năm này nếu chúng tôi chưa có việc làm có ảnh hưởng gì tới việc phỏng vấn cấp thẻ xanh hay không? Thông thường nếu mà quý vị hỏi câu hỏi như vậy có nghĩa là con của quý vị có quốc tịch để mà nộp đơn xin thẻ xanh cho quý vị khi quý vị qua bên Mỹ để du lịch. Thì thông thường cái đại hồ sơ này không có vấn đề gì cả, trừ khi là cái người đứng ra bảo lãnh không phải là con ruột của quý vị. Còn ngoài ra nếu là con ruột thì cái này chỉ là một cái hình thức để hợp pháp hóa thôi. Thì quý vị sẽ đợi trong thời gian cỡ 1 năm tới 1 năm rưỡi tùy theo cái nơi quý vị đang ở. Thì có thể một là sở di trú họ sẽ miễn đi cuộc phỏng vấn, hoặc hai họ có thể gọi quý vị đi phỏng vấn. Còn về vấn đề quý vị có đi làm hay không nó không ăn nhầm, bởi vì quý vị đã quá tuổi về hưu. Mà nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh cho quý vị có thể chứng minh rằng là họ có đầy đủ cái thu nhập để mà bảo trợ cho quý vị đó, thì cho dù quý vị có đi làm hay không cũng không ăn nhập, không có ép buộc. Dạ, anh Ba Hòa Hưng, visa B1, B2 quá hạn bao lâu mới phải phỏng vấn lại thưa luật sư? Thưa quý vị, thông thường lúc mà lãnh sự quán họ cấp cho quý vị cái thị thực ở trong cái hộ chiếu quý vị đó, thì cái thị thực đó thông thường nó có hạn 1 năm. Thì cái 1 năm đó là coi như cái vé quý vị có thể xài trong cái năm đó đi đi qua đi lại Mỹ. Và sau cái 1 năm đó hết hạn á, thì có nhiều lúc quý vị xin ở bên Mỹ, xin lỗi quý vị xin lại với bên lãnh sự, thì có nhiều chương trình có nói là nếu mà quý vị mới có, quý vị có thể xin vào lãnh sự, quý vị nộp giấy tờ đi. Nếu mà lãnh sự cần phỏng vấn quý vị, họ sẽ gọi quý vị vào để phỏng vấn. Còn nếu mà không, họ sẽ có thể gia hạn lại cho quý vị cái visa B1, B2 mà không cần phỏng vấn. Thì Khanh biết có nhiều trường hợp thì có nhiều người ta gia hạn á, thì lãnh sự họ nói họ không cần phỏng vấn, họ cấp. Còn có nhiều lúc mà lãnh sự họ nói quý vị cũng phải vào để mà coi như là phỏng vấn, thì tới lúc đó quý vị phải đi phỏng vấn. Vâng, gần hết thời gian phần lớn rồi, là quý vị phải đi phỏng vấn. Dạ, cho nên Trà My cũng hơi đọc câu hỏi nhanh một chút xíu, xin quý vị thông cảm để cho nhiều người được trả lời nhé. Yeah. Anh Trần, khi mẹ có thẻ xanh có thể nộp hồ sơ bảo lãnh cho con gái trên 21 tuổi chưa lập gia đình và đang có H1B làm việc ở bệnh viện trên đất Mỹ hay không? Dạ được chứ, cái đó là bình thường, nhưng mà cái vấn đề quý vị phải nhớ, nếu mà quý vị muốn chuyển dạng, có nghĩa change of status qua lúc mà quý vị bên Mỹ, thì quý vị phải giữ cái thời gian quý vị hợp pháp hóa bên Mỹ hoàn toàn tới lúc phỏng vấn. Dạ, cho thẻ xanh nghĩa là nộp cái đơn I-130 nó đáo hạn xong xin cái change of status, adjustment of status. Dạ, là xin cái sự là thay đổi cái quy chế tình trạng di trú của mình đó. Dạ, chị em mở hồ sơ F4 cho em và anh của em tháng 9 2007. Lúc đó cả hai anh em đều chưa có gia đình. Bây giờ cả hai đều có gia đình và có con. Em nên nộp hồ sơ bổ túc ngay bây giờ hay là đợi tin gì từ sở di trú thì mới làm? Thưa chị, có hai trường hợp. Một là chị có thể nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ ngay bất cứ lúc nào. Ví dụ một khi chị kết hôn xong, chị có thể gửi cái hôn thú và cái giấy khai sinh của người chồng. Một khi có con có thể bổ sung bất cứ lúc nào. Còn nếu có nhiều người ta đợi tới lúc mà hồ sơ được chuyển qua bên trung tâm thị thực, tới lúc đó họ sẽ nói ok, bây giờ tôi trong thời gian tôi đợi tôi có lập gia đình, tôi có con cái, bây giờ tôi bổ sung hết đây, thì trung tâm thị thực nên mở cái hồ sơ cho những cái người này, thì tới lúc đó trung tâm thị thực sẽ mở. Nhưng mà thông thường quý vị đừng có tá hỏa tâm tin lên một khi nếu mà quý vị không có bổ sung hồ sơ ngay lúc đầu, mà quý vị đợi tới lúc mà quý vị vào trung tâm thị thực á, thì lúc đó trung tâm thị thực chỉ đưa cho chính một mình quý vị thôi, bởi vì trung tâm thị thực không có biết là quý vị có lập gia đình, có con cái hay không. Nên quý vị vẫn làm hồ sơ quý vị, hoàn tất cái hồ sơ quý vị, nhưng mà trong cái lá thư mà quý vị gửi cho trung tâm thị thực và hoàn tất hồ sơ đó, quý vị sẽ nói là tôi có lập gia đình,
tôi có con, đây là cái giấy khai sinh của chồng tôi, đây là cái giấy hôn thú của chồng tôi và tôi, đây là giấy khai sinh của con cái tôi. Bây giờ hồ sơ của tôi đây, quý vị, tôi đề nghị là sẽ bên trung tâm thị thực mở ra cái đơn DS-260 cho chồng tôi và con tôi điền để mà coi như là cho đi ăn theo. Thì tới lúc đó trung tâm thị thực họ sẽ làm. Nên có nhiều người mà họ không có thấy cái này, họ bắt đầu họ hỏi: "Ô, làm sao mà tôi cho vợ chồng con cái tôi vào được?" Thì đó, quý vị có làm như vậy. Huệ Bùi, cha dượng bảo lãnh cho con riêng của vợ dưới 18 tuổi đợi bao lâu? Hồ sơ nộp tháng 10/2019. À, thưa quý vị, nếu mà quý vị là người có quốc tịch mà cưới người mà không có quốc tịch, mà cái sự vụ cưới hỏi xảy ra trước khi con cái được 18 tuổi á, thì cái những cái người con riêng á thì sẽ coi như là immediate relative, có nghĩa là người thân nhân kế cận. Thì thông thường theo cái quá trình hiện đại bây giờ làm việc của Khanh thấy là từ lúc mà quý vị nộp cái đơn I-130 tới lúc mà đi qua trung tâm thị thực và tới lúc phỏng vấn, nếu mà trong quá trình nó không có vấn đề gì hết cả, thì cái thời gian cỡ là 12 tới 15 tháng từ cái ngày quý vị nộp cái đơn bảo lãnh, năm Xin tới một năm rưỡi. Tina Nguyễn hỏi về CSPA trẻ, trẻ CSPA, không biết là bạn đang viết tắt cho cái gì, luật sư có hiểu không? Cái đó là cái Child Status Protection Act, nhưng mà quý vị hỏi như thế nào Vâng, trong chứ không tên, phải là có tên trong thư phỏng vấn thì có cần viết đơn lên lãnh sự quán đề nghị xét tuổi nữa hay không? Và nếu đương đơn phụ đã điều trị bệnh ung thư thì khi khám sức khỏe có ảnh hưởng gì không? Nếu mà cái tên, nếu mà lúc mà trung tâm thị thực và đưa ra cái lá thư mà có tên của cái người đó thì quý vị vẫn cứ làm việc với bên trung tâm thị thực. Còn về vấn đề bệnh ung thư á, nó không có phải là một trong những cái bệnh mà nước Mỹ họ không có cấm vào nước Mỹ. Nên nếu mà quý vị đang bị bệnh ung thư mà quý vị đi điều trị thì quý vị vẫn có thể đưa cái hồ sơ như vậy cho bên Bộ Ngoại giao. Lúc mà quý vị đi phỏng vấn thì Bộ Ngoại giao họ vẫn cho quý vị vào chứ không phải là họ loại quý vị ra. Vâng, tại vì cái đây là do cái quan ngại về đạo luật gánh nặng xã hội cho nên bạn đặt câu hỏi này. Vâng. Kiều Vân, em mở hồ sơ F4 cho gia đình tháng 5 năm 2008, vậy hồ sơ tới năm nào được đi? Thưa quý vị, hồ sơ F4 bên cái ngày lịch chiếu kháng bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra, họ mới duyệt tới ngày 1 tháng 7 năm 2006. Quý vị 2008 thì quý vị coi là cái tháng và cái ngày cho tra với cái ngày 1 tháng 7 2006, thì quý vị biết sẽ quý vị sẽ đợi bao lâu nữa trước khi hồ sơ quý vị có thể tới phiên quý vị đi phỏng vấn. Và bảo lãnh F2A ngày ưu tiên tháng 11/2017, ngày mà notice day tức là được thông báo đó là tháng 8/2019, tới nay chưa có thông tin gì. Vậy thì có cần phải làm gì không? Nếu mà cái notice day mà vấn đề họ notice họ chấp thuận cái hồ sơ hay là cái gì, Trong ví dụ cái họ đơn gửi I-797. cái đơn I-797 là cái giấy họ báo cho cái quyết định của sở di trú, họ có thể quyết định là họ chấp thuận cái hồ sơ họ hoặc họ có thể quyết định là họ bác cái hồ sơ. Nếu mà cái hồ sơ quý vị được chấp thuận mà từ hồi tháng 8 2009 tới bây giờ mà quý vị chưa nghe thông tin gì thêm, thì trước hết quý vị phải liên lạc với bên sở di trú hỏi họ có phải là họ đã gửi cái hồ sơ quý vị qua bên trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà sở di trú họ nói họ gửi rồi thì cái bước kế tiếp là quý vị phải liên lạc với trung tâm thị thực, có nghĩa là National Visa Center á. Quý vị liên lạc với họ coi thử họ đã mở cái hồ sơ cho quý vị hay chưa, để mà quý vị bắt đầu đóng cái số tiền và visa và bảo trợ tài chính để mà quý vị làm cái bước kế tiếp. Quý vị nên làm giống như Khanh nói ngay lúc này để mà biết, bởi vì cái hồ sơ quý vị đã được, đáng lẽ là đã được nằm ở trong tay trung tâm thị thực rồi, nhưng mà tới bây giờ là coi như tháng 2 2020 quý vị cũng chưa nghe thấy, thì nên liên lạc cả hai bên, sở di trú trước xong tới trung tâm thị thực. Vâng, em qua Mỹ 2 năm mấy nay phỏng vấn xin thẻ xanh 2 năm, chờ 8 tháng chưa có kết quả, không biết khi nào mới được. Dạ thưa chị, thông thường cái hồ sơ I-751 lúc mà quý vị xin nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm á, xin gia hạn cái thẻ xanh 10 năm thì thông thường nó kéo dài từ 12 tới 18 tháng. Khanh mới làm cho một cái người thân chủ mà kéo dài gần 2 năm mới có cái ngày phỏng vấn. Cho hỏi từ sau khi lăn tay thẻ xanh 10 năm, chờ bao lâu thì có thẻ xanh này? Nếu mà quý vị có thẻ xanh 10 năm và quý vị cái thẻ xanh đó hết hạn và quý vị xin gia hạn lại thẻ xanh 10 năm đó, thì thông thường là quý vị lăn tay xong quý vị có thể đợi tới 7 tới 8 tháng sau đó quý vị sẽ có, bởi vì nguyên cái quá trình để mà xin lại cái thẻ xanh 10 năm, lúc mà quý vị đã có cái thẻ xanh 10 năm rồi thì là nó là từ thông thường từ 9 tới 12 tháng.
Dạ. Hà Vũ, tôi bảo lãnh con diễn F2B tháng Giêng 2015 nhưng chưa được chấp thuận. Có gửi họ thơ hỏi thì được xác nhận là có nhận đơn bảo lãnh rồi thôi. Đã qua lịch mở hồ sơ mấy tháng rồi, vẫn chưa được chấp thuận thì phải đợi hay gửi thơ hỏi tiếp? À, thưa quý vị, nếu mà quý vị nộp cái hồ sơ là tháng Giêng 2015 thì ngay bây giờ cái hồ sơ của quý vị coi như là gần được đáo hạn thôi, bởi vì cái lịch chiếu kháng họ đưa ra ngày 22 tháng 8 2014. Nhưng mà đáng lẽ ngay lúc này sở di trú họ đã có một cái sự chấp thuận cho quý vị rồi. À, quý vị nên gọi sở di trú nữa để hỏi coi là đã có cái quyết định hay chưa. Thì thông thường một khi quý vị gọi xong, sở di trú họ sẽ nói chúng tôi quý vị phải cho chúng tôi 45 ngày để mà chúng tôi có câu trả lời. Thì cứ đợi sau 45 đó ngày đó xong gọi tiếp. Rồi xong gọi lần thứ hai nói là tôi đã gọi ra đây rồi mà sở di trú họ nói 45 ngày, tôi đã đợi 45 ngày vẫn không có quyết định. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cái người supervisor, có nghĩa là cái người cấp trên. Tới lúc đó họ sẽ đưa quý vị lên người cấp trên, và một khi quý vị nói tới lần thứ hai tới cái người cấp trên đó thì có thể là cái hồ sơ quý vị sẽ được chấp thuận trong cái thời gian kế tiếp. Còn nếu mà quý vị không nói gì hết đó thì có thể cái hồ sơ quý vị sẽ được kéo dài hơn ra hơn nữa. Dạ, câu hỏi của Trịnh Dạ. Lavender, đi du lịch Mỹ trong mùa dịch Corona này có được nhập cảnh hay không? À, thưa quý vị được chứ, nhưng mà quý vị đừng có quá giang qua bên Trung Quốc thì ok. Nếu mà quý vị trong lúc mà quý vị bay qua Mỹ mà quý vị có đụng chân tới Trung Quốc, hoặc là trong vòng 14 ngày trước khi quý vị đụng chân tới nước Mỹ quý vị có qua Trung Quốc á, thì là chắc là quý vị không có thể được vào nước Mỹ. Dạ, cho em hỏi bảo lãnh cha mẹ đã quá 70 tuổi thì bao lâu ba mẹ qua có cần đóng bảo hiểm hay không? À, thông thường là bảo lãnh bố mẹ, mà nếu mà quý vị có quốc tịch bảo lãnh bố mẹ thì thông thường có 1 năm tới 1 năm rưỡi. Còn về vấn đề có mua bảo hiểm hay không thì hiện tại bây giờ cái luật mà bắt mà quý vị phải mua bảo hiểm á, thì chưa có được thông qua bởi vì vẫn còn đang bị kiện tụng. Nhưng mà tới ngày 24 tháng 2 này á, thì sở di trú họ sẽ bắt trước hết là có nói là sở di trú là bên nước Mỹ, nếu mà quý vị qua Mỹ quý vị xin thẻ xanh thì ngay lúc đó của sở di trú sẽ bắt quý vị điền cái đơn I-944, nó gọi là cái self quên mất cái từ, nhưng mà nói chung nó hỏi rất là rõ về cái quá trình của người xin thẻ xanh trong vòng 5 năm vừa qua, coi như đã xin những cái phúc lợi xã hội nào. Mà quý vị nên nhớ Bộ Ngoại giao á, lúc mà tháng 10 vừa rồi, lúc mà cái quy định này đưa ra thì Bộ Ngoại giao họ cũng đưa ra một cái thông tin, họ sẽ nói là một khi sở di trú bắt đầu dùng những cái đơn này thì Bộ Ngoại giao họ sẽ làm một cái đơn tương tự như vậy và họ sẽ áp dụng trong cái quá trình mà xin thị thực từ bên Mỹ, từ bên Việt Nam để qua Mỹ. Nhưng mà ngay lúc này thì Khanh chưa có thấy là Bộ Ngoại giao họ có một cái đơn tương tự. Dạ. À, nhưng mà Khanh nghĩ nếu Dạ. mà trong tương lai họ có một cái đơn tương tự đó thì sẽ có thể làm khó những cái người như lớn tuổi hoặc là những cái người có cái thu nhập thấp, bởi vì cái đó họ sẽ hỏi là họ sẽ dùng cái đơn đó để coi là cái khả năng quý vị một khi quý vị qua Mỹ để trở thành một cái gánh nặng của xã hội là sẽ cao hay thấp. Nếu mà cao thì bên Bộ Ngoại giao họ có thể nói là họ không có chấp thuận cái visa. Dạ. Trần Hồng Dương, 21 tuổi, làm thế nào để bảo lãnh cha mẹ, cần những điều kiện gì, thưa luật sư? À, quý vị cần phải có quốc tịch. Vâng, không có quốc tịch thì chưa có thể làm được. Không có quốc tịch thì chưa có thể làm được. Dạ. À, quên, đúng rồi, Khi chỉ vậy thôi. đậu, dạ khi đậu có visa thì mình đóng tiền thẻ xanh ở đâu? Mình đóng ở Việt Nam hay ở Mỹ? À, một khi quý vị đã đậu cái cuộc phỏng vấn rồi và quý vị có cái số alien number rồi thì ngay lúc đó quý vị có thể nói cái người thân nhân của quý vị lên trên website và trả tiền ngay lúc đó cũng được. À, hoặc hai, quý vị có thể dùng cái visa vào nước Mỹ xong hãy trả tiền sau, cái đó tùy. Thông thường ai cũng muốn trả tiền trước, bởi vì giống như Khanh nói trong chương trình á, một khi quý vị trả tiền trước thì lúc mà quý vị đặt chân vào nước Mỹ thì trong vòng 150 ngày quý vị mới có cái thẻ xanh. À, sở di trú sẽ gửi thẻ xanh về. Còn nếu mà quý vị đợi đặt chân vào nước Mỹ xong sau đó quý vị mới điền đơn á, thì cái đó nó kéo dài cái thời gian mà quý vị phải đợi trước khi sở di trú họ gửi thẻ xanh về cho quý vị. Dạ, câu hỏi tiếp theo, diện con nuôi có còn được bảo lãnh hay không? À, con nuôi vẫn còn được bảo lãnh, nhưng cái vấn đề là cái nó tóm tắt là vẫn còn được bảo lãnh. Dạ, nhưng mà nó rất là rắc rối ha, mà mình cũng đã thực hiện chương trình con nuôi trước đây rồi. Quý vị bấm vào Facebook của Đài VOA ở đây, con nuôi luật sư di trú Khanh Phạm vân vân thì nó sẽ ra, hoặc là trên YouTube của chúng tôi ở VOA tiếng Việt video cũng còn lưu lại. Dạ, câu hỏi tiếp theo đó là diện đi du học mà không có người bảo lãnh thì cần phải thủ tục như thế nào? À, thông thường đi du học không có cần phải có người bảo lãnh, nếu mà quý vị có thể chứng minh được là quý vị có cái nguồn tiền bên Việt Nam để chi trả cho cái
Cái tiền học kỳ của quý vị á, thì quý vị có thể xin visa, chứ không quý vị không có cần phải có người bên Mỹ đứng ra để mà bảo lãnh quý vị, bởi vì cái du học nó chỉ nói rằng là quý vị là có đầy đủ chứng, coi như là tiếng Anh của quý vị đủ thạo và có một cái trường bên Mỹ chấp thuận quý vị qua để mà cho quý vị nhập học. Cái thứ ba là quý vị có đủ khả năng để mà trả về vấn đề tiền học. Cái thứ tư rằng là một khi quý vị học xong, quý vị sẽ quay về lại Việt Nam. Bốn yếu tố đó quý vị có thể chứng minh được, quý vị không có cần người bảo đứng ra bên Mỹ để và coi như là bảo lãnh, tại vì cái người đứng bên Mỹ họ không có phải là bảo lãnh quý vị, mà họ chỉ có thể làm một cái đơn nói là họ nếu mà quý vị không có khả năng về tài chính để chi trả thì họ sẽ đứng ra để chi trả cái tài chính cho quý vị, chứ nó không có ăn nhầm về cái vấn đề bảo lãnh cả. Dạ vâng. Thưa luật sư Khanh, những câu hỏi xin trả lời chung những câu hỏi về các liên lạc với luật sư Khanh. Dạ, thưa chị và thưa quý vị, quý vị có thể email Khanh, là địa chỉ email của Khanh là khanhthiphạm@gmail.com. Khanh chữ T Phạm a@gmail.com, chữ T chứ không phải chữ thi, thi có nhiều người là viết thành thị là không có đúng nhé. Dạ Khanh T Phạm a@gmail.com. Và câu hỏi cuối cùng, chúng ta cũng đã hết thời gian rồi. Em và chồng làm hồ sơ diện hôn phu hôn thê nhưng bị từ chối. Bây giờ vợ chồng em chuyển sang hồ sơ kết hôn. Hiện giờ đã có em bé, như vậy có đợi lâu hay không? Thưa chị, trước hết quý vị phải coi lại cái hồ sơ hôn thê tại sao họ từ chối, và trong cái đơn từ chối họ có coi như họ ngăn cản quý vị để mà khai trong tương lai hay không. Còn nếu mà trong cái đơn từ chối của cái diện hôn thê họ không có nói gì, họ chỉ từ chối không thôi á, thì quý vị có thể làm cái hồ sơ bảo lãnh, có nghĩa là hôn có cưới nhau, có hôn thú rồi cưới nhau. Thì thông thường cái hồ sơ đó họ kéo dài cỡ từ 12 tới 18 tháng, từ cái ngày mà quý vị nộp hồ sơ tới ngày quý vị có cái ngày phỏng vấn. Thì có con thì nó sẽ giúp đỡ về cái hồ sơ của quý vị nhiều hơn, nhưng về vấn đề cái xúc tiến của hồ sơ thì tùy theo quý vị thuê người nào làm được, hoặc là cái hồ sơ của quý vị có trục trặc gì về vấn đề tài chính hay không, có nghĩa là cái người đi bảo lãnh cho quý vị có đủ khả năng để mà làm cái đơn bảo trợ tài chính hay cần phải nhờ người nào khác. Vâng, Như vậy Lê Văn Trinh nói rằng dạo này tiếng Việt của luật sư Khanh khá hơn những ngày đầu tham gia VOA. Dạ đúng rồi, chúng tôi cũng có nhận xét như vậy. Vì sau một thời gian làm việc rất là lâu, chúng tôi đã thực hiện mấy trăm chương trình rồi thì chắc chắn là phải khá hơn. Là vì lúc đầu cũng có rất là nhiều người khó chịu khi mà luật sư Khanh pha trộn giữa tiếng Mỹ và tiếng Việt vì ông lâu ngày không dùng tiếng Việt đó. Nhưng mà dần dà thì cải thiện rất là đáng kể. Cảm ơn luật sư Khanh rất nhiều và cảm ơn quý vị đã theo dõi rất kỹ. chị Trà My giúp đỡ rất là nhiều, chỉnh sửa Khanh rất nhiều nên Khanh còn học hỏi thêm nữa. Dạ, Trà My có hứa với quý vị là khi nào mà xem trực tiếp mà có con mắt trên đây mà hiện lên trên 1.000 á, là chúng tôi sẽ kéo dài chương trình hơn nửa tiếng. Mà như vậy để giữ đúng lời hứa với luật sư Khanh nữa, cho nên ngày hôm nay xin là không có dám phiền ông quá lâu. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau hàng tuần tối thứ năm từ 10 giờ rưỡi tính theo giờ Việt Nam nhé, 10 giờ rưỡi tối thứ năm hàng tuần. Luật sư di trú Khanh Phạm sẽ tái ngộ cùng quý vị để mang tới những thông tin mới và giải đáp tất cả những thắc mắc của quý vị. Quý vị nào mà chưa được trả lời câu hỏi xin thông cảm cho, vì thời gian có hạn, nhưng mà ghé thăm chúng tôi thường xuyên thì cơ hội để quý vị được giải đáp những thắc mắc của mình chắc chắn sẽ có và sẽ rất là cao. Bây giờ xin bấm like và share để giữ lại chương trình nhé. Và một lần nữa cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình hôm nay. Khanh cảm ơn chị Trà My và Khanh cảm ơn quý vị khán thính giả của Đài Hoa đã theo dõi chương trình và coi như là làm cho chương trình rất là tốt, coi như là gắn bó với chương trình trong thời gian vừa qua. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Dạ, và cũng lượng thứ cho mình ăn gian thời gian một chút xíu, tại vì câu hỏi nhiều quá, mình lúc nào cũng kéo dài hơn dự định, đã không giữ lời hứa đúng rồi. Và cũng mong là luật sư Khanh thông cảm cho nhá, tại vì cái nhu cầu quá cao. Dạ vâng, xin mời quý vị trở lại vào thứ năm tuần tới, 10 giờ rưỡi giờ Việt Nam. Cảm ơn quý vị thật nhiều và xin chúc quý vị một đêm ngon giấc. Trà My kính chào. Kính chào quý vị.